Đi luôn. Mày đi luôn. Được của nó đấy. Được của nó đấy anh em ạ. Có đồ ấy mẹ chí mạng các thứ đồ vào đúc ấy. Chết mẹ à nhờ. Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của em Vàng. Đâu rồi? Liệu van tử thần đây rồi anh em ơi. Cú đấm thần bí cái này cũng ngon lắm này, nhưng mà mình thích cái này hơn. Và mình đã có điệu van tử thần anh em ơi. Hôm nay mình sẽ đánh quả giáo án Darius, gọi là one shot nha anh em. One shot luôn cho nó chết. Chơi Darius one shot. Ở giai đoạn đầu thì mình sẽ không lên mấy cái trang bị này nha anh em. Mình kiểu là biết nói sao ta, mình để dành mình tiền mình lên trang bị lớn ấy anh em, nhưng mà thôi chắc là mình sẽ lên luôn trang bị này. Mình chả biết mình nói quần què gì nữa, nhưng mà chiến thôi anh em ơi. Giáo án Darius one shot. Vừa vào game cái tôi phải chơi rất nhiều trận tôi mới có thể lấy được cái điệu van tử thần này anh em ạ. One shot mà lên điệu van thì nó tuyệt vời luôn. Ui ôi, nhưng mà con Scanner sao nó trâu thế. Ui cái xa tốc độ di chuyển cộng hồn vô hạn luôn anh em. Tức là kiểu chạy nhanh đó ha. Chứ chạy nhanh đó ha. Ơ đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Tức là chạy nhanh đó ha. Chết rồi còn đâu nữa. Bắn cái gì mà bắn. Chết. Mày đi. Mày đi. Ông này 5 stack luôn. Không cho nó cứu. Đánh nó đi. Đánh cái này đi. Úi giời ơi. Sao nó có thể bay được hay á. Cứu nè, mày cứu nè. Mày cứu nè, cứu sao. 13 giây nữa, điệu van tao hồi lại. Mày cứu sao. Có lẽ là round đầu mình gáy hơi sướng anh em ạ. Không biết tí nữa, chắc là mình bay màu quá anh em. Nói được cái này cộng dồn vô hạn luôn à. Nghe ghê á. Đôi giày à, giày chắc là thôi không lên nhỉ. Lên cái này cho nó sướng thôi. Có nên không anh em? Thôi chắc lên giày đấy. Giày chạy nhanh như nếu không yếu lắm. Mình sẽ tìm một cái đôi giày nào mà nó tốc độ di chuyển cao nhất nha anh em. Ở đây thì mình phát hiện ra là có đôi giày bạc này anh em này. Còn cái này là cái gì đây? Thôi mình chắc mình lên giày bạc anh em ơi. Lên cái đôi giày chạy nhanh nhất để mình tiếp cận tụi này. Chứ nếu không rất là khó áp sát nha. 5 stack. Ôi giời ơi kìa, đừng chết đi. Ừ. Mà ra ha. Ăn cục máu. Ừ. Cứu. Cứu đi. Nice, hay quá mà ra ha ơi. Thank you người anh em. Ôi giời ơi. Mày này, ôi, vàng bạc mày nhiều nhở. Má, nó còn lulu nó hóa chó. Nice. Hai round. May là tôi lên đôi giày bạc này, nó không còn sợ lâu khủng khiếp nữa anh em ạ. Cái hồi chiều này nó ra xua rồi nè thì tuyệt vời luôn. Cái gì đây? Tốc đánh giáp, bùa thăng hoa. Ui, bùa thăng hoa này có vẻ hấp dẫn này anh em này. Ui, bùa thăng hoa đi. Zone phát đầu ra xem cái gì, kháng phép. Cái gì? Mẹ. Xuyên kháng phép 85% anh em ạ. Uầy. Thôi dồn phát nữa đi. Tôi mẹ thích kiểu cộng dồn năng lượng hơn. 13 sức mạnh công kích, săn lực, sức mạnh hồi máu và tốc độ di chuyển cũng ngon đấy.
Nào 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 nào. Ôi giời ơi, tập trung. Lên đi Mazaha, anh em lên đi. Mày đánh sai người rồi. Trời ơi. Ngon quá anh em ơi. Round đấy tưởng nằm đúng không á. Vãi trưởng thật. Mình đánh con Darius này hơi gà anh em thông cảm nha mọi người. Đánh trong võ đài nó khó hơn trong đánh danh mọi người ạ. Nó kiểu nhanh quá. Rôn gái xem nào. Hồi máu cơ bản, xuyên giáp, xuyên kháng phép. Rôn phát nữa xem nào. Cái này cái gì đây? Tỷ lệ chí mạng, sức mạnh công kích nhé, hấp dẫn nhờ. Ui hút máu toàn phần luôn à. One shot đúng không? One shot thì phải lên cái này anh em ạ. Sát lực này. Rồi rồi đây. Đây à. Mày đi này. Ôi tôi bổ nhầm rờ rồi. Ôi giời ơi, bổ rờ vào thằng Vi à? Cái gì đấy? Sorry, tôi không để ý. Trời ơi. Gầy thêm. Ui, tham gia hạ gục hồi lại luôn này. Sát lực 50% tốc độ di chuyển. Ui, Darius chạy nhanh quá anh em. Được đấy. Cũng được. Nhưng mà hình như là càng zone càng khỏe đúng không? Zone tiếp xem nào. Ơ khoan á, cái này đang có 70 hồi kỹ năng anh em ơi. Đánh round này cái đấy. Đánh xong rồi zone. Mày đi cứu bạn mình thôi. Chạy nice. Ui dồn ra nữa em à. Chí mạng, công kích, hồi máu cơ bản, hút máu. Đồ ngon nữa. Zone tiếp phát nữa anh em ơi. Sức mạnh công kích. Ui. Ui, quả zone này mẹ càng ngày càng khỏe anh em ạ. Không zone thì tiếc. Mà zone rồi lại càng mẹ thấy nó hợp lý vậy. Khỏe. Đánh xong round này rồi roll anh em ơi. Cố lên xem nào. Trời ơi, mẹ 84 sát lực rồi này. Trời ơi. Chết mẹ mình rồi anh em. Mày đâu. Ngon. Má mà ra hai nhìn thấy cũng luột phết đấy. Cái này ngon phết đấy anh em này. Sức mạnh công kích cao vãi. 120 sức mạnh công kích rồi mà. Nãy mà lấy linh hồn sớm có phải gào được linh hồn dòng ngàn tuổi đấy không trời. Đi luôn, mạnh, đi luôn. Được của nó đấy.
Được của nó đấy anh em ạ. Có đồ ấy mẹ chí mạng các thứ đồ vào đúc ấy. Ngon thật sự. Vô cực nữa thôi anh em ơi. Dồn mẹ đi xem nào. 42 sức mạnh công kích hồi kỹ năng này. Thôi. Sức mạnh công kích năng lượng chết mẹ sao thừa. Ôi nhưng mà được cái sát lực mới cả xuyên giáp nhiều vậy. 106 sát lực rồi anh em ơi. Dồn thêm phát nữa đi em nào. Lại 74% chí mạng. Sức mạnh khắc thuật đầu ra này. 14 chí mạng, sức mạnh công kích máu tạm tạm. Không biết nó gọi thế gọi là khỏe hơn không anh em. Này nó yếu hơn, tôi thấy 120 đam với cả cái chí mạng kia ngon vãi chưởng. Ok, xem bọn này đánh như nào nhá. Chúng ta sẽ có hai cặp đấu, cặp Seth Sako với cả cặp Ngộ Không. Đây rồi, đây đúng hai cặp mà tôi sợ này anh em này. Không không, tôi sợ cặp kia chứ, nhầm. Thằng Ngộ Không nó tính one shot đấy anh em. Ma ơi nó không có chí mạng nhưng mà nhìn nó kiểu lên full sát lực. Nó quạt cái đúng đi luôn. Xét ôm thẳng vào, xét đấm nhưng mà không mất tí máu nào anh em ạ. Nhưng mà Ngộ Không quạt xem không mất tí máu nào, xét đầy máu này, một đúp đi luôn. Ui giời ơi. Bố xét bố cho một đúp. Đây gọi là xét hàng real. Sako lao ra ăn. Ui ôi, Sona búp giáp mẹ. Trông tởm thế eo. Đấm luôn à. Ui. Căng nhờ. Mẹ cặp set này căng thế. Đánh như vậy mẹ mới gọi là khử được giúp em màng. Đúng rồi. Nice. Round này V mấy cả gì đây. Gravet à. Ui. Mẹ toàn mẹ quái vật trong anh em ạ. Máu lại lên rồi. Vãi trưởng. Kinh thế. Ui. Set ơi. Mẹ một đúp. Boom. Ui. Mẹ thằng set nó đúp. Nhưng mà có vẻ khả năng cao là hai cặp búp win rồi anh em ạ. Má cẳng thế. Ôi gà thế mẹ. Ma phà đi gà ra đúp cái nó chết rồi anh em. Trời ơi mình ba lấy đánh thằng Vi chết rồi. Ma phà đi gà giữ trời. Sorry anh em nhá. Tự nhiên tôi gà hết rồi. Để nó ăn được cái mạng mẹ một round nữa. Thôi mình thua là thua luôn rồi. Cố gắng lên nào. Ok, win được cặp này, làm lại, chưa thua, chưa tạch anh em ạ. Miễn nhiễm khống chế chứ không phải là miễn nhiễm sát thương. Cũng được. Giờ ra vét mới Ngộ Không. Úi rồi Ngộ Không đi rồi anh em ạ. Mẹ Ngộ Không đi rồi, Ngộ Không bật đúp quá sớm. Thôi xong. Có con Sona nhìn chất lượng hơn, Ngộ Không trông gãy thế. Chưa gì đã bật đúp. Ai à, càng đấy. Cũng gọi là mẹ gồng gánh hết. Ôi, ông kia bật đúp vào. Bật đúp đập mặt vào tướng đi, chết bỏ mẹ rồi. Ngộ Không. Ui ôi, máu lên kìa anh em. Ôi, vãi trưởng. Hết cơ hội win rồi. Cặp này đi rồi anh em ạ. Cặp này vẫn còn cơ hội sống rồi. Má ơi máu nó hồi ghê hả? Cứu được sao nữa nhưng mà máu nó lên nhỉ anh em. Đẹp mợ Gravet bắn mỏi tay. Vào cuối rồi đúng không? Mình còn 45 máu, mình khai này thua là mình thua luôn rồi. Ma giáp mình 462 kìa anh em. Cố lên em nào.
Này cũng không thể nào gọi là one shot được anh em ơi. Chết mẹ à nhờ. Đại sư, tôi mẹ ấn mấy cái kia trong vô vọng anh em ạ. Ôi lấy cái gì này kháng phép nhiều thế mẹ. Cố lên em nào. Không có tốc biến. Run thế eo ơi. Rồi, ông này ông ấy chạy. Chạy là thua rồi. Hết đường cứu rồi. Mà ra hà nãy sao tôi ulti con Sona này nó lại ra thế đéo, lại ra con kia chứ anh em. Vô lý thế. Game hay này mà tự nhiên ôi giời ơi, mà ra hà cuống rồi. Không được. Nãy là một thằng thôi để đánh. Ơ, à, vẫn chưa thua anh em ơi, vẫn còn cơ hội. Đẹp mỡ nữa. Lên cái gì rồi trời. Chín sáu sát lực lận, chín mạng 100% rồi này. Vào được top 2 anh em ạ. Mẹ. Khó thế nhỉ. Win rồi anh em ơi, win rồi. Yes. Nay sư ui. Mẹ một đúp thằng ngộ ba lên mình bổ rờ hụt là một đúp thằng ngộ không mất bả máu anh em ạ. Cái quả giáo án này gọi là quá sướng luôn. Cứ tưởng mà lại thua rồi. Ui. Rực rỡ vai trưởng anh em ạ. Và có lẽ là hẹn gặp anh em clip lần sau nha mọi người. Cảm ơn anh em. Bye bye mọi người.